Hôm nay thứ hai, ngày 19 tháng 12 năm 2016, mùa vọng. Bài trích sách thủ lãnh. Ngày ấy có một người đàn ông ở đất Sara và thuộc chi họ Dan, tên là Manuel, có người vợ son sẻ. Thiên thần Chúa hiện ra nói với bà ấy rằng: "Ngươi son sẻ không con, nhưng sẽ được thụ thai và hạ sinh một con trai. Vậy ngươi hãy cẩn thận, đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn món gì không thanh sạch, vì ngươi sẽ được thụ thai và hạ sinh một con trai. Lưỡi dao cạo sẽ không chạm đến đầu nó. Nó là người được hiến dâng cho Thiên Chúa từ thuở nhỏ và từ lòng mẹ. Chính nó sẽ bắt đầu giải phóng Israel khỏi tay người Philistine." Bà này đi nói với chồng rằng: "Có một người của Thiên Chúa đến cùng tôi, với diện mạo thiên thần rất đáng sợ. Tôi hỏi người ấy là ai, bởi đâu đến, gọi tên gì. Người ấy không muốn nói cho tôi biết, nhưng lại trả lời rằng: rồi đây, ngươi sẽ được thụ thai và hạ sinh một con trai. Hãy cẩn thận, đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn món gì không thanh sạch, vì con trẻ sẽ là người được hiến dâng cho Thiên Chúa từ thuở nhỏ và từ lòng mẹ, cho đến ngày nó chết. Bà đã hạ sinh một con trai và gọi tên là Samson. Hài nhi lớn lên và Chúa đã chúc phúc cho nó, và thần trí Chúa bắt đầu ở với nó." Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Miệng con đầy lời ca ngợi Chúa, và suốt ngày con ca hát vinh quang Ngài. Xin trở nên thạch đồng để con dung thân, và chương lý vững bền hầu cứu độ con. Vì Chúa là đa tàng, là chiến lũy của con. Lạy Chúa con, xin cứu con thoát khỏi tay đưa ác. Miệng con đầy lời ca ngợi Chúa, và suốt ngày con ca hát vinh quang Ngài. Bởi Ngài là đấng con mong đợi. Thân lạy Chúa, lạy Chúa. Ngài là hy vọng của con từ hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, con đã nếp mình vào Chúa. Từ trong thai mầu, Chúa là đấng bảo vệ con. Miệng con đầy lời ca ngợi Chúa, và suốt ngày con ca hát vinh quang Ngài. Con sẽ kể ra uy quyền Thiên Chúa. Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi đức công minh của mình Ngài. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con từ hồi niên thiếu, và tới bây giờ con còn kể ra những sự lạ của Ngài. Miệng con đầy lời ca ngợi Chúa, và suốt ngày con ca hát vinh quang Ngài. Alleluia, Alleluia. Lạy gốc Giê-xê, Ngài đang đứng như biểu hiệu của chư dân. Xin hãy đến cứu thoát chúng con, và xin đừng trì hoãn nữa. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào thời Herode làm vua xứ Judea, có một tư tế tên là Zacharia thuộc phiên bang Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron tên là Elizabeth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lệ luật của Chúa, không ai trách được điều gì. Nhưng họ lại không con, vì Elizabeth son sẻ và cả hai đã đến tuổi già. Xảy ra khi Zacharia chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lược của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm và trúng việc vào cung Thánh Chúa mà dâng hương. Đang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài trong giờ dâng hương, bấy giờ Thiên Thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án,
Zakaria thấy vậy thì hoảng sốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông. Nhưng thiên thần nói với ông rằng: Zakaria, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Elizabeth, vợ ngươi, sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan. Ngươi sẽ được vui mừng, hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng về việc trẻ sinh ra, vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy thánh thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ này sẽ đi trước người trong thần trí và quyền lực của Elia, để hướng lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị. Zakaria thưa với thiên thần rằng: làm sao tôi biết được, vì tôi đây đã già và vợ tôi cũng đã cao niên. Thiên thần liền đáp: ta là Gabriel, ta đứng chầu trước mặt Thiên Chúa. Ta được sai đến nói với ngươi và báo cho ngươi tin lành này. Thì đây, ngươi sẽ nín câm và không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ngươi đã không tin lời ta, và những lời sẽ nên trọng khi đến thời của chúng. Dân chúng đang trông đợi Zakaria, lấy làm lạ vì ông ở lâu trong cung thánh. Nhưng lúc ra ông không nói được, và họ biết ông đã thấy điềm lạ trong cung thánh, còn ông thì chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. Khi những ngày thánh vụ của ông đã mãn, ông trở về nhà. Sau những ngày ấy, Elizabeth vợ ông thụ thai, và bà ẩn mình trong 5 tháng. Bà nói rằng: Chúa đã làm cho tôi thế này, trong những ngày người đói thương, cắt nỗi khổ nhục tôi khỏi người đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thánh Gioan Tẩy Giả đều được sinh ra trong thời kỳ ông Zakaria và bà Elizabeth đã cao niên và son sẻ. Chính Chúa đã can thiệp. Chúa cũng hàng ngày can thiệp vào cuộc sống của ta để ta sinh hoa trái trước mặt Chúa. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã can thiệp cách đặc biệt để Thánh Gioan Tẩy Giả được sinh ra và trở nên vị tiên tri dọn đường cho Chúa cách trung thành. Con và gia đình con được hồng ân trở thành con Chúa. Đó chính là nhờ sự can thiệp đầy tình yêu thương của Chúa. Chúa đã giáng trần, đã chịu bao nhiêu thương khó, chịu nạn và sống lại vinh quang. Chúa đã hạ mình xuống thân phận tôi đòi để chúng con được sống, và sự sống của chính Thiên Chúa. Chúa lại ban các tông đồ, các vị chúa chăn để giúp chúng con sống cuộc đời làm con Chúa. Chúa lại còn can thiệp bằng cách thánh hiến các vị linh mục vì chúng con. Con còn gặp biết bao anh chị em thánh thiện làm gương sáng và dìu dắt nhau về cùng Chúa. Con quên sao được ơn sống đạo của ông bà cha mẹ trong gia đình con. Chúa đang dùng nhiều cách để giúp con sống thân tình với Chúa mỗi ngày một hơn. Con chúc tụng tạ ơn Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang đến với con và đang muốn dùng con để Chúa đến với các linh hồn xung quanh. Ngày ngày Chúa vẫn can thiệp vào cuộc sống của con. Ngày ngày Chúa vẫn thanh tẩy con như thanh tẩy Thánh Gioan. Còn hơn thế nữa, ngày ngày Chúa vẫn dùng mình máu Thánh Chúa mà nuôi dưỡng thánh hóa con. Con cũng muốn sống theo gương Thánh Gioan. Con muốn trung thành dọn đường cho Chúa đến với mọi người. Xin Chúa giúp con. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Hợp tác là an toàn. Ngày nay khi đi trên các nẻo đường của nước Thụy Sĩ, người ta lại nhìn thấy một tấm biển lớn. Trên đó trình bày 2 chiếc xe hơi, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu xanh. Cả 2 xe đi cùng chiều. Những người ngồi trên 2 xe đang chào nhau, cười với nhau. Người lái xe xanh đang ra dấu cảm ơn lại bằng cách
dở mũ chào. Ở phần dưới tấm biển có ghi một hàng chữ: hợp tác là an toàn. Điều này muốn nói lên rằng giúp đỡ lẫn nhau, đối xử với nhau như người cộng sự, bằng tình bằng hữu là một đảm bảo cho một cuộc hành trình không nguy hiểm. Tinh thần hợp tác không những chỉ đảm bảo cho một cuộc sống bình yên trên các lộ trình, mà cũng cần là một đảm bảo cho cuộc sống bình yên ở mọi vị trí trong xã hội. Có tinh thần hợp tác là đặt kẻ khác vào chính vị trí của mình, quan tâm tới họ như quan tâm tới chính mình, kính trọng, yêu mến, giúp đỡ họ như kính trọng, yêu mến, giúp đỡ chính mình vậy. Bài trích sách Lẽ Sống.